chuyện gì đấy à? Đồ bất nhân! Sao vậy ạ? Tại sao mày đẩy con Hà đến nước mà nó không thiết sống nè con? Tại sao tôi có thể đẩy được một cái thằng con nó tàn ác như vậy chứ? Rồi mày định làm cái gì nữa? Nói đi, con định làm cái gì con Hà nữa? Nói đi! Sao mẹ không suy nghĩ thoáng hơn đi ạ? Cô ta có sao đâu? Tự nhiên làm bà mết cả lên. Mẹ xem nó như là đứa con dâu ruột của mẹ. Không, là con gái ruột thì đúng hơn. Con đẩy nó đến đường cùng như vậy thì chẳng khác nào con cầm dao con đâm vào tim của mẹ đi. An Nhiên mới là con dâu của mẹ kìa. An Nhiên mới là người sinh cháu nội cho mẹ đấy ạ. Con tin là có thời gian mẹ sẽ yêu quý cô ấy. An Nhiên hy sinh cho con rất là nhiều. Mẹ cũng đừng có làm quá lên để hát hủi cô ấy. Tôi nói cho anh biết. Đã. Tôi hỏi với ai? Anh đã có đó hả? Ờ. Rồi. Tôi nói cho anh biết. Tôi hỏi với ai thì người đấy mới là con dâu tôi. Nối này, 3, 2, 1, bắt đầu! Tôi nói cho anh biết. Tôi đi hỏi cưới ai thì người đó mới là con dâu của tôi. Còn chuyện sau này, anh thương ai, anh lấy ai, nó là chuyện của anh, không liên quan đến cuộc đời của tôi, hiểu chưa? Sao mẹ cứ vơ vào người làm gì cho nó khổ à? Mẹ nhớ lại đi. Lúc ba còn mất, đến cái bàn thờ cũng không có. Nhà mình mẹ quá không côi, không nhà không cửa. Mẹ con mình phải lang thang đi lánh nạn ở quê ngoại. Mẹ không nhớ gì cả. Con bị bắt nạt ra sao? Mẹ bị sỉ nhục như thế nào vì không tiền không quyền? Đôi khi vì đóng học của con mà mẹ suýt đánh đổi vào tính mạng của mình đấy ạ. Mẹ sao thế ạ? À, mẹ bị dẫm vào cái mảnh thủy tinh mà. Đau quá. Mẹ ơi, mẹ cố ăn bát cháo cho lại sức mẹ nhé. Sức này, mẹ ngất này. Mẹ ơi, mẹ sao thế? Mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ. Mẹ ơi, quá. Bao nhiêu tuổi nhiều khốn nặng thế là do đâu ạ? À? Tại sao mẹ có thể dễ dàng quên như vậy được ạ? Chuyện đó qua lâu lắm rồi. Dù có hận thù như thế nào, tôi cũng không bao giờ muốn nhớ lại. Tôi đã quên rồi, quên hết rồi. Con sẽ không bao giờ quên đâu ạ. Nghĩa. Nghĩa. Con đưa An Nhiên vào buôn về. Chắc là hai mẹ con bỏ đi rồi. Mẹ cứ như thế này là đến cháu nội mẹ cũng không cần phải không ạ? Không đi. Mình là máy. Mang anh không?